Tranh gỗ Minh Châu hôm nay lại xin trân trọng giới thiệu tới quý vị và các bạn một chiếc chống đồng siêu to khổng lồ với kích thước là đường kính tròn 2m, được chúng tôi chế tác hoàn toàn bằng chất liệu gỗ hương đỏ Nam Phi, và chúng tôi đã sơn phủ thiếp vàng và bôi cái nền đen để cho rõ cái chi tiết của chống đồng. Thì ở đây là chúng tôi đã phải làm thâu đêm suốt sáng. Nay là 4 giờ sáng ngày 27 tháng 10 năm 2019. Thì như hôm trước là chúng tôi cũng có một chiếc chống đồng là tròn 1m58, cũng đã quay cho quý vị xem. Và hôm nay là chiếc chống đồng tròn 2m đã được chúng tôi chế tác rất tỉ mỉ, và khâu công đoạn cuối cùng thì chúng tôi bôi cái nền đen này là một thủ công nên nó rất lâu. Cái phun vàng của chúng tôi cũng có những cái chúng tôi đã phun vàng cho quý vị xem rồi đấy, là chúng ta có cái nhũ đồng chúng tôi phun phủ kín lên, còn cái nền đen thì chúng tôi lại phải đi quét bằng tay để rất nhiều chổi đây. Tôi phải quét từng khe kẽ một nên là rất là lâu, rất nhiều thời gian lâu công thì mới được nổi cái nền đen như thế này và nổi cho cái chi tiết chống đồng của mình nên rất là nổi rất đẹp. Và rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Vì đêm đã khuya, cũng gần sáng rồi, gần 4 giờ sáng rồi, chúng tôi cũng rất là mệt rồi. Cũng cố ghi lại ít hình để lưu lại làm kỷ niệm. Một đêm làm việc rất vất vả. Và cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại ở những clip độc đáo tiếp theo.